ăn gừng có hại dạ dày không? Bên cạnh lợi ích thì gừng có thể gây ra tác hại nếu ăn quá nhiều. Gừng là loại thực vật có nguồn gốc châu Á, là phần thân rễ của cây. Gừng được sử dụng làm hương liệu thực phẩm và thuốc. Đây là nguyên liệu được nhiều người yêu thích vì bổ sung hương vị đặc biệt cho các loại thức ăn, đồ uống. Gừng có thể dùng pha nước chấm, nước sốt, nấu các món kho nấu hay, thêm vào các loại đồ uống, bánh quy. Cho dù bạn sử dụng theo cách nào thì gừng vẫn đem lại một số tác dụng nhất định. Cải thiện tiêu hóa và giảm buồn nôn. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết gừng đã được chứng minh giúp cải thiện nhu động dạ dày. Điều đó đồng nghĩa thức ăn từ miệng được di chuyển suôn sẻ đến ruột già để bạn ít bị đầy hơi và chướng bụng. Dùng sản phẩm chứa gừng có khả năng làm giảm buồn nôn và nôn ở một số người khi mang thai. Những tác dụng có thể chậm hơn so với thuốc. Kế đến là giảm viêm. Bổ sung gừng vào các món ăn chính, bánh, đồ uống sẽ hữu ích với những người bị đau khớp hoặc viêm khớp. Bởi vì gừng chứa rất là nhiều chất tốt có đặc tính chống viêm. Kế đến là giảm đau bụng kinh. Ngoài việc giảm viêm, đã có một số nghiên cứu cho thấy gừng có hiệu quả trong việc giảm đau 3-4 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, bạn nên ăn gừng với mức độ vừa phải, nếu ăn quá nhiều có thể gặp các tình trạng như gây kích ứng miệng và cổ họng. Bạn đã bao giờ cảm thấy ngứa rang họng sau khi ăn dứa chưa? Bạn có thể gặp tác dụng tương tự khi ăn gừng. Các hợp chất mang lại lợi ích cho sức khỏe của gừng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc miệng và cổ họng. Kế đến là đau dạ dày. Mặc dù các chất bổ sung từ gừng được coi là tương đối an toàn nhưng liều lượng cao có thể gây ra các triệu chứng không mong muốn như đau dạ dày. Các tác dụng phụ bao gồm ở chua, tiêu chảy ở hơi và khó chịu ở dạ dày. Dùng hơn 5g gừng mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc các biểu hiện trên. Cuối cùng là gừng có thể làm chậm quá trình đông máu, gây chảy máu trong và sau khi phẫu thuật. Mọi người nên gừng sử dụng gừng ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật theo lịch trình. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.